Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh chia sẻ công nghệ của mình. Trong cái video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa lỗi con Samsung Galaxy A6 nó bị treo logo như thế này. Con này thì thường là nó bị lỗi phần mềm, do ví dụ trong quá trình cập nhật phần mềm nó bị lỗi, nó không hoàn thành thì nó hay bị lỗi như này nhá. Đó, ở mặt sau thì bạn cũng nhìn thấy cái con này, cái mã của nó là SMA 600G. Khi mà bị lỗi này thì các bạn chỉ còn có cách là chúng ta sẽ khôi phục cài đặt gốc cho nó nhé, bằng phím cứng. Để khôi phục cài đặt gốc cho nó thì bây giờ thì các bạn sẽ bấm cho mình đồng thời phím nguồn và phím giảm âm lượng để nó tắt máy đi. Khi mà màn hình nó vừa tắt cái logo Samsung này thì các bạn sẽ lại chuyển cho mình cái phím là nguồn và phím tăng âm lượng nhé. Bây giờ thì mình sẽ dùng phím giảm âm lượng và phím nguồn để mình tắt máy đi này. Đó, khi cái logo này nó vừa tắt thì các bạn sẽ bấm cho mình phím tăng âm lượng và phím nguồn nhé. Đó, mình sẽ bấm tăng âm lượng và nguồn này. Đó, các bạn cứ nhấn giữ thôi. Đó, bây giờ các bạn nhả hết các ngón tay ra. Hiện tại thì mình đang vào được cái chế độ Recovery của con Samsung Galaxy A6 này. Thì ở đây thì các bạn cũng nhìn thấy là nó đang chạy cái phiên bản là Android 10 và Never của nó là U7, Never 7 nhá. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển xuống cái mục là Wipe Data Factory Reset này. Rồi mình sẽ chọn phím nguồn này. Mình sẽ chọn xuống cái mục là Factory Data Reset này và chọn phím nguồn này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chọn cái mục là Wipe disk partition nhé. Đó, và mình sẽ chọn phím nguồn này để xác nhận này. Chọn Yes này và chọn phím nguồn nhé. Đó, bây giờ thì vệt sáng nó đang ở Reboot System Now thì mình sẽ chọn phím nguồn để khởi động lại máy nhé. Và cái quá trình khởi động này thì mình cũng sẽ tua nhanh cho các bạn đỡ phải chờ nhé. Đó, máy nó đã khởi động lên. Bây giờ thì mình sẽ chọn vào mũi tên này. Mình sẽ vuốt hết xuống dưới và chọn tôi đã đọc và đồng ý này. Chọn tiếp theo này. Đó, mình sẽ chọn OK này. Mình sẽ kết nối vào mạng wifi của nhà mình nhé. Mình chọn tiếp này. Đến đây nếu mà khách hàng mà nhớ cái mật khẩu hình vẽ mở khóa màn hình, khách hàng sẽ vẽ vào đây và vào sử dụng chiếc điện thoại này một cách bình thường. Còn trong trường hợp khách hàng quên thì các bạn sẽ chọn cho mình, khách hàng mà quên thì khách hàng sẽ chọn vào cái mục là sử dụng tài khoản Google của tôi để thay thế này. Đó. Đến đây khách hàng mà nhớ cái tài khoản Google mà trước đây khách hàng nhập vào CH Play để tải phần mềm thì khách hàng cũng sẽ nhập vào đây và vào sử dụng chiếc điện thoại này một cách bình thường. Còn trong trường hợp mà khách hàng lại quên, đó, lại quên tiếp cái tài khoản Google này thì bắt buộc chúng ta phải xóa, xác minh tài khoản của bạn. Các bạn lại cần phải sự trợ giúp của máy tính. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái cáp sạc của con Samsung Galaxy A6 này nhá. Một đầu thì mình sẽ gắn vào máy tính này và đầu còn lại này mình sẽ gắn vào điện thoại này nhá. Đó. Đó, bây giờ thì các bạn sẽ nhìn trên màn hình máy tính của mình. Trên màn hình máy tính của mình đã để sẵn một cái tool là tool Samsung FRP2020. Cái link của cái tool này mình sẽ để ở dưới phần mô tả cho các bạn tải về. Sau khi các bạn tải về thì các bạn cũng cho ra màn hình desktop giống như mình đây. Rồi các bạn sẽ tiến hành giải nén cái tool này ra nhé. Mình sẽ chuột phải vào cái tool này này. Chọn vào Extract Tool Samsung FRP2020 này. Và mình sẽ điền cái mật khẩu giải nén là phonedone nhé. Phonedone này. Mình sẽ chọn OK này. Đó, cái tool mà mình giải nén ra đây. Bây giờ thì mình sẽ mở cái thư mục này ra nhé. Các bạn sẽ chạy cho mình cái tool Samsung này. Đó. Và bây giờ thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái mục là, các bạn giấu cửa sổ này xuống này. Các bạn chọn cho mình vào là Disable Driver này. Chọn OK này. Sau đó là các bạn sẽ chọn cho mình vào là Bypass FRP này. Nó báo là chiếc điện thoại của chúng ta cần phải kết nối vào Wi-Fi. Và điện thoại của mình đã kết nối vào Wi-Fi rồi nhé. Mình sẽ chọn là OK này. Đó, thì mình sẽ chờ một chút cho cái tool nó chạy. Nó sẽ mở cái trình duyệt lên cho chúng ta nhé. Đó, đến đây thì các bạn không cần phải kết nối vào máy tính nữa nhé. Và các bạn sẽ bấm cho mình vào là xem đi. Rồi mình sẽ rút kết nối ra khỏi máy tính này. Đó, nó sẽ tự nhảy vào cái trình duyệt Chrome này. Thì mình sẽ chọn là chấp nhận và tiếp tục này. Chọn tiếp theo này. Không cảm ơn này. Đến đây thì mình sẽ điền vào cái trang mà mình hay dùng để phá các tài khoản của Google. Đó là trang vnzoom.net nhé. Mình sẽ vào trang này, vnzoom.net / bypass này. Rồi mình sẽ chọn là cho phép nhé. Mình sẽ vào thẳng cái mục là setting này. Mình sẽ vào thẳng setting. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình vào cái mục là sinh trắc học và bảo mật nhé. Tiếp theo các bạn sẽ chọn cho mình vào là cài đặt bảo mật khác này. Các bạn sẽ kéo xuống phía dưới và bật cho mình cái ghim cửa sổ này lên này. Đó. Rồi các bạn sẽ bật cái nút ở trên nhé. Rồi các bạn bật tiếp cái nút ở dưới này. Đến cái màn hình Choose Screen Lock này, mình sẽ chọn vào là mẫu hình này. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình cái tùy chọn là yêu cầu mẫu hình khi bật nguồn thiết bị. Mình sẽ chọn tiếp tục này. Bây giờ thì mình sẽ vẽ vào cái mẫu hình đơn giản nhé. Mình hay dùng chữ Z này. Tiếp tục này. Mình sẽ vẽ xác nhận lại chữ Z nhé. Và chọn xác nhận này. Đến đây thì mình sẽ khởi động lại chiếc điện thoại này của mình nhé. Được 10-15 phút chưa? Được rồi. Ok, điện thoại đã khởi động lên và mình sẽ vẽ cái chữ Z mà vừa mình thiết lập nhé. Và bây giờ thì mình sẽ chọn mũi tên này. Mình sẽ chọn là tôi đã đọc và đồng ý, chọn tiếp theo này. Mình đã kết nối vào mạng wifi rồi, mình chọn tiếp này. Và đến đây thì mình sẽ vẽ vào cái mẫu hình, cái chữ Z mà mình vừa thiết lập. Đó, các bạn để ý ở đến đây thì nó đã có cái tùy chọn là bỏ qua rồi. Mình chọn bấm vào, chọn bỏ qua này. Mình sẽ chọn là không sao chép này. Bỏ qua này, bỏ qua này. Đó, mình sẽ vuốt hết và chọn chấp nhận này. Mình sẽ chọn OK này. Mình sẽ chờ một chút nhé, nó vẫn đang xoáy như này. Mình sẽ chọn là tiếp theo này. Ở cái tài khoản Samsung này thì mình sẽ chọn bỏ qua nhé. Mình chọn bỏ qua này. Mình sẽ chọn hoàn tất nhé. Như vậy là mình đã vào được cái màn hình chính của con Samsung Galaxy A6 này để có thể sử dụng được bình thường rồi. Cái con này thì nó đã bị lỗi là treo logo. Mình cũng đã fix xong cái phần mềm của nó rồi. Và mình cũng đã đặt ra cái tình huống là cái chiếc điện thoại này thì khách hàng quên mật khẩu hình vẽ này. Rồi là khách hàng quên cái tài khoản Google. Trước đây khách hàng nhập vào CH Play để tải phần mềm. Khách hàng đã có thể sử dụng chiếc điện thoại này một cách bình thường rồi. Ok, mình sẽ dừng cái video này tại đây nhé. Thì nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo nhé.